Añadirán dos minutos de descuento. Mười đi ạ. Không có nhưng skill một nhịp qua người của Dempiro là hay nhá. Có bóng mà tôi lên à? Rồi, vào content buổi tối ngày hôm nay thì tôi muốn nâng cao cái khả năng phòng thủ của tôi đi. Phối hợp của 3 tập trước thì là ok rồi. Tôi muốn khả năng phòng thủ của tôi được tốt hơn. Đặt mục tiêu thì hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ đặt mục tiêu phòng thủ đi. Thủng lưới không quá 10 bàn, hợp lý không nhỉ? Rồi, chắc chúng ta vào ngay trận đấu đầu tiên thì không để cho em phải đợi lâu nữa. Hôm nay tôi sẽ cố gắng tôi thủ căng căng một tí. Nếu mà hết cái buổi tối ngày hôm nay mà thủng lưới ít nhất gọi là dưới 5 bàn thôi, đó là thành công. Bây giờ là trỏ CDM xong bắt đầu là gọi hỗ trợ đúng không? Rồi ok đấy. Trỏ CDM xong rồi gọi hỗ trợ. Cảm giác như đợt này mình đá hơi lên tay nhá. Bật chế độ đá giải, bật chế độ trái hát thì nó phải là khác. Mình học thủ bây giờ vẫn phải học công. Đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Ok em Pháp nhá. Mùa đông đến rồi thầy và y kênh chat đã chuẩn bị gì chưa? Nếu mà anh em thấy thơ gõ cho chữ thơ vào đấy. Trông truyền có bóng rồi, trông có điệu không? Đợt này tập trung cổ vũ T1 nên ít xem thầy. T1 bị loại rồi mà em. Đây đây đáng rồi. Như bình thường ra ấy, những cái tình huống chi riêng ri như này tôi sẽ skill lại một nhịp cơ. Mà tôi phải múa vài nhịp cơ tốc bồi mới sút. Nhưng là thật sự là đang muốn cố gắng tận dụng những tình huống có thể tối đa, tối ưu hóa cái việc mình ghi bàn ấy. Nên tôi quyết định tôi DD luôn. Nó trận đấu khởi đầu thế này là quá thuận lợi trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Úi. Thôi đi rồi, mất một bàn rồi. Thủ thoải mái thì nó mới truyền được. Còn cứ bắt nó xoay hoặc truyền tư thế khó thì tỷ lệ truyền sai sẽ cao. Chính xác luôn đấy. Mà này nói như Tabi vậy. Ôi truyền mới đúng chứ. Trời ơi sao mình lại sút vào đấy nhờ. Truyền nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Em Phát 999 đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Ai không? Đổ sang đi mà. Nó truyền truyền sát luôn. Hết. Đổ lắm. Quả đạo phản được phản chứ đừng quả đạo cắm lên. Đi cứ dí mà nó đi bộ đi mà cứ đi bộ mà nó rồi rồi đi bộ mà nó chuẩn bị có thế chuyển đấy rồi cứ đi bộ mà nó đấy nhà chết rồi. Xong quá hay quá thầy ơi, đi bộ thôi anh em, có lẽ tôi không chạy nhanh một tí nào luôn, tôi chỉ đi bộ thôi mà. Em Phát 999 đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Tài bóc cho con ăn đây. Kìa đồ à? Đó. Em Phát 999 đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Em là người trúng 14 KFC chắc thầy Tân vẫn nhớ. Ôi cả em Phát 99 kìa. Trúng 14 KFC á mà không đưa thầy Tân làm sao thầy Tân nhớ được. Không đưa thầy Tân mở. Nhanh. Cũng được đấy nhờ thầy. Cũng được đúng không? Thế công việc mình không bị cầm máu, mình cầm máu là đối phương không công của mình rồi. Thôi đi rồi, lỗi quá, mất hai bàn rồi. Xin này sẽ dài cho cô dâu. Qua nó. Đây rồi. Có chọc cho Zidane thì thua mẹ rồi, tự nhiên làm thêm một cái. Zidane đang chạy lên rồi. Ừ, chọc cái gì đẹp thế, tự nhiên. Ôi, đừng chút nữa, xa quá. Cầm lấy. Chắc củ, chắc củ đấy, chắc củ thật. Quả là phải chắc củ anh em ạ. Nhà trên là chuẩn rồi. Bình thường là ZD thì cũng chết. Nhưng mà truyền cho bóc 3 thì nó chắc hơn.
Đây rồi. Quả pressing nhanh nhá, đến từ Zidane. Ok, sức đuổi trò loạn này. Có lúc đi thì mở đá ghê thế nhở. Mười điểm. Không có nhưng, skill một nhịp qua người của Dempiro là hay nhá. Thủ chắc chắc quả này xem nào. Đi rồi. Xác Minh Nhật đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Hội những anh. Tốt chưa? Rồi. Đùa Tài ơi. Em phải nói kiểu gì ạ? Phối hợp nó đơn giản thế này thôi. Ba đường truyền, một đường quy đúp. Tao đã donate cho Tai Gigi 50.000 Ôi, đồng. Cảm ơn tao. Donate cho thầy coi như thầy có cố gắng ạ. Qua đập tim đi ông khầy, bịp okay, quá nha. Ok, bình tĩnh, gửi lại cái nick cho anh nha. Gửi lại cái nick cho anh, sắp rồi đấy. Để lùi luôn góc xa, không có nhiều. Được chứ nhở, skill quả mượt đấy. Thì vận động viên đá với nhau một thì một bóng nó quan trọng lắm. Số mách thì nó không sao nhưng mà đá giải thì một thì một bóng quan trọng lắm, cho nên là người ta rất là chắc chiêu. Những quả truyền sang ngang ấy thì phải truyền bằng W thì nó mới tịnh được bóng lên được. Chứ nếu mà truyền bằng S thì quả bóng nó cảm giác nó cứ bị bí ấy, nó không thoát được bóng ấy. Đó, anh em sẽ chạy sau lưng đúng không? Được. Rồi. Chuyển cũng được không thầy? Bị quay sốt quá chuyển bừa chẳng may ăn này. Quay đầu chịu rồi cũng đỡ được. Rồi, ok. Gỡ được, gỡ được. Quẩy đi quẩy lại vãi chồng. Rồi. Quẩy đi quẩy lại, quẩy đi quẩy lại ba vòng. Cái game này cứ quẩy qua một lúc là tôi với thằng kiểu hôm nay nó bị cãi rồi mà. Đây, để tôi nói hôm nay thằng kiểu gì, tôi biết là kiểu gì, cái kiểu thằng Duy nó sẽ thủ cho ông, nó sẽ chỉ cho ông là cái phòng ngự 2DM đúng không? Sau 2DM. Sau 2DM đúng không? Thì 2 thằng DM ở đây. Kiểu nôm na nó là như này, tôi không biết tiền đạo bên kia nhà nhá. Không cần tiền đạo ông nữa vì lúc mà đang tính là thủ đúng không? Đấy, thì bây giờ ví dụ là thằng tiền đạo nó ở đây. 4-2-1 thì thằng coi như là thằng CF của nó đây đi. Thằng CF của nó ở đây. Hai thằng CM, hai thằng DM của nó sau lưng. Như này. Đấy, hai thằng cánh nó sẽ ở đây, đúng không? Đây thì quả bóng nó sẽ như này. Vấn đề là ông khi mà ông gọi hỗ trợ ấy, đúng không? Ông gọi hỗ trợ thằng này sẽ vào từ từ tôi nói luôn bên này nó đây này. Lúc đấy ông cầm bóng nhá, ông cầm bóng ông chạy thành long quăng à. Ông cứ chạy như này. Đấy. Vấn đề là khi ông cầm số 6 này, ông cầm đầu số 6 ấy thì ông phải nhìn vào vị trí thằng số 6 đứng, còn khi ông đã gọi hỗ trợ nó không nhìn bóng nữa. Tức là mình chỉ di thằng 6 ở xung quanh chỗ này không được lao lên đúng không? Cái vấn đề là ông cầm thằng DM để làm gì? Để gọi hỗ trợ. Gọi hỗ trợ để làm gì? Để lấy bóng. Thì cái chỗ này lấy bóng rồi, chỗ này là cái áp lực rồi. Chỗ này cái áp lực thì chỗ này là để làm gì? Mà gọi là cắt đường truyền, cắt vị trí đúng không? Là đứng vị trí để nó không để truyền tới đây được. Nhưng vấn đề là nếu ông cứ chạy theo như này, ông chạy như này, thứ nhất ông dẫm chân này. Đây từ nãy lúc ấy tôi nhìn thấy mấy quả bóng thủ ấy, ông cứ chạy con mẹ thằng này lên đây này. Đó nhảy xuống đây bắt đầu ông cuống hết cả lên.
ông đổi trò này, ông đổi trò, đổi trò này gì một cái, ông đổi trò này chạy lên đây, đây đứng như này, nhìn đã thấy cái thế thua ấy, xuống đây nữa này. Nên là cái chỗ nên là muốn mà cầm kể cả nó cũng như bóng đá ngoài đời thôi, muốn mà thủ chắc cái khu này ấy, hai thằng luôn phải đứng ngang nhau, kệ cho hai này đá kiểu gì, đá kiểu gì mình gọi hỗ trợ lên đây, mình đổi sang bên này, nó chuyển số 4 mình đổi sang bên này, mình cầm nó chuyển vào số 2 mình cắt, hoặc như nào đấy nó chuyển vào số 2 mình cắt chỗ này. Đây mình hình dung như này cho dễ hiểu nhá, khi mà nó có bóng ở chỗ này, có bóng chỗ này thì cái đường truyền, tỷ lệ đường truyền đi đâu là cao nhất. Đây chỗ tiền đạo như này, đường truyền đi đâu là cao nhất. Đây một là số 2, hai là số 5. Số 2 thì mình chỉ mình vấn đề là số 2 thì mình chỉ đổi trò ở đây thôi, đổi quy một cái đúng không, vì quy nó sẽ luôn ra cái thằng gần nhất. Mình có hiểu không? Thật hiểu, hiểu thật, hiểu thật không? Hiểu thật. Tôi giải thích cho mà, tôi sợ tôi giải thích một lúc xong đéo hiểu thì thôi đúng không? Vẫn hiểu, có hiểu. À bây giờ ví dụ như là nó chuyển số 5 tiếp. Đây ví dụ nó chuyển số 5 tiếp ông xử lý như nào? Đây phải be thằng gọi thằng số 7 về. Bây giờ hoặc là nháy luôn thằng số 2. Vấn đề là trỏ của ông ở đâu? Gì? Trỏ của ông sẽ nằm ở đâu? Đây trỏ vì chắc chắn phải nằm. Khi mà thằng số 5 này đối phương có bóng thì cái phải nháy hai luôn. Cái trỏ, con trỏ ông ở đâu và cái thằng gọi hỗ trợ ông là chỗ nào? Ông chỉ tôi. Đây giờ ví dụ con trỏ ở đây và con trỏ ở đâu, số mấy nữa? Ở đâu? Bây giờ nháy đây thì mình nháy quy là con trỏ ở đây đúng không? Phải gọi trợ số 7 xuống. Con trỏ là số 2 đúng không? Ừ. Đó, thì là ông toi rồi. Thế thì con trỏ ở đâu? Con trỏ phải nằm ở số này để ông bắt, vì căn bản là người ta để chạy chỗ xẻ nách ấy, hiểu tiền đạo chưa, là nó sẽ luôn xẻ như này này, hai nhận bóng ấy, hai nó sẽ luôn có nhịp vào đây hoặc là xuống đây. Ông phải cầm thằng này để ông theo thằng số 1, và thằng là này có hỗ trợ lên. Cắt đường truyền, ok. Đây, nó chạy theo, mình chạy theo này, làm sao nó truyền được. Rồi, ông kèm, ví dụ ông kèm thằng số 2, thằng này nó chạy qua đây, nó thả quả đúc xuống thì sao? Gọi là bắt trò thằng càng cao nhất nhỉ. Vấn đề là khi mà mình bắt đầu mình bịt đường này, mình đổi về đây mình cắt luôn. Mình đã bịt được rồi ấy, mình đã bịt như này này thì mình đổi về đây mình cắt, đấy là cách tôi hay thủ. Hoặc là thứ đầu tiên là phải che lên trước, xong bắt đầu mới đổi trò thằng số 2. Đầu tiên là ông cứ, vấn đề ông muốn an toàn đấy, ông muốn an toàn thì ông phải cầm trỏ để bịt cái đường truyền đó, cái đường truyền này rất là nguy hiểm. Vì nếu mà nó thả W, ông không có cái này, nó thả W xuống là ông có như ông thua. Hoặc nó truyền vào đây, những thằng như bọn thằng Sang hay là những thằng mà nó trẻ ấy, nó truyền thẳng vào đây, nó bước một xuống ấy, là mình sẽ không kịp. Đấy, nó chuyển bóng lên đây, xong bước một phát là mình không theo kịp rồi. Nhưng nếu mà mình không, mình bị nó qua, chỗ này đi, mình bị skill qua chẳng hạn, thì thằng số 6 phải làm gì? Lùi về. Lùi về đâu? Lùi về bằng số 1. Đứng ở chặn ở đây, đứng ở đây phải bắt được hai truyền không? Vừa bắt nó truyền ra đây thì mình áp sát, nó truyền ra đây thì mình áp sát. Ừ. Đó. Ừ, đúng. Đấy, kiểu vậy. Chút là mình cầm nhá. Vẫn phải đứng vị trí. Đấy, cái đấy một cái nữa là sao nói thế rồi nói nhiều sợ gì không hiểu, nó nói tầm đấy đâu. Để vào trận áp dụng xem. Rồi. Các ngang tôi sợ của đấy vị thì sút luôn, còn đấy đi ngay từ đầu đi thì căn bản nhìn quay lại dễ bị cắt bóng ấy, nhìn quay lại dễ bị trung vệ nó cắt ấy, may mà của đấy qua này. Nhả đi, nhả luôn, chậm mất rồi, à cũng được, vẫn được, không cần lập bập quá. Bây giờ Vera nó mất vị trí không, phải đi về đúng không? Bây giờ ra bắt nó luôn, chạy ra bắt nó luôn, nó tạt đấy mà đấy. Nhìn ý đồ nó là biết, mà nó chạy thật nhanh xuống đáy biên là biết ý đồ nó tạt rồi, đọc tình huống trước. Ui, đứa con thần gió đỡ đi. Thì gì mấy cái quả này cứ bị zone bomb vào góc xong rồi quay lại nhỉ? Sao quả nào tôi thấy ông cũng xử lý quả đó, ông cứ đi đâm đến cái góc đấy, ông cứ zone bomb và nhìn vào trong xong ông giật quay lại. Thì từ từ đã, chưa được. Giờ chuyển bí mẹ luôn, hai thằng tự nhiên dí nhau. Đấy, bóng ba, giờ chờ bóng ba. Vì rồi. Aben à? Từ từ nó đợi nó chạy bắt đầu mình mới đưa chứ đừng đưa cho cố, đưa cho cố nó bị bí. Aben nó là nét luôn. Cảm giác giờ này đổi trò nó bị loạn quá. Trước giờ đổi trò nó loạn. Xong thì thầy xong tôi tưởng tôi hiểu rồi, nhưng mà đổi trò nó vẫn kiểu bị loạn. Vẫn hiểu nhưng bấm nó không ra. Rồi, 1-3. Dễ quá nhở. Các bạn theo cái lối đá của mình kiểu nó hoa mỹ từ ngày xưa ấy. Là lúc nào công đến chết luôn ấy. Chứ không bao giờ anh em nhìn thấy tôi cầu câu giờ trên livestream đâu. Ít lắm. Có bóng mà tôi lên à.
Đó, content này hôm nay là cũng ok đấy, không thua game nào là ok rồi.